để đối phó với bên đi trước nhảy mã trong. Đen nhảy mã trong nhằm tăng cường trung lộ, triển khai cánh phải. Đây là nước cờ thịnh hành như năm 1970, 1980. Đỏ đi tốt khống chế mã. Đến đây, đen có 4 phương án đi quân. Một là xe 9 bình 6. Hai là xe 1 tiến 1. Ba là tốt 7 tiến 1. Và 4 là xe 9 bình 4. Phương án nhất của đen, xe 9 bình 6. Đến đây, đỏ có hai cách đi quân. Một là sĩ 6 tiến 5. Hai là mã 7 tiến 6. Ngoài ra, đỏ có một khả năng là tốt 3 tiến 1. Tương tự như bố cục lưỡng đầu xà đối song hành xa, cờ đỏ lên sĩ bên trái. Cách đi nhắc đỏ, sĩ 6 tiến 5. Đen bình pháo đè mã. Đổi lại, đen đi pháo 2 bình 7 ăn tốt. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen, pháo 2 bình 3. Đỏ rời pháo đầu, điều chỉnh trận hình nhằm củng cố trận thế. Đỏ ăn tốt. Đổi lại cũng là ăn tốt nếu đỏ đi xe 2 bình 5. Mỗi bên có khai riêng. Như đỏ tốt 5 tiến 1. Đen mã 5 tiến 7. Đổi lại, đen đi pháo 5 tiến 2. Cờ đỏ được quân. Như đen mã 5 tiến 7. Cờ đỏ tiên thủ.
Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đỏ tiên thủ. Cách thứ hai của đỏ là mã 7 tiến 6. Đây là nước cờ mà Mạnh Lập Quốc dùng đối phó với Quách Phúc Nhân ở giải cá nhân năm 1979. Đen hoành xe cánh phải. Đổi lại, đen đi xe 6 tiến 4 kỵ hà. Cờ đen có thể đối kháng. Như đen đi xe 1 tiến 1. Đen rời pháo đầu. Đổi lại, như đen phi pháo cánh phải.
Cờ đỏ nhiều quân, ưu thế. Nhĩ đen, pháo 5 bình 6. Đỏ lên sĩ, nước cờ ổn định, vững chắc, duy trì nước tiên. Đổi lại, nhĩ đỏ đi C2 tiến 8. Cờ đỏ cũng tiên thủ. Nhĩ đỏ sĩ 6 tiến 5. Đỏ lùi xe về tai sĩ. Nếu như đỏ đi nhầm, ăn tốt đầu. Cờ đen ưu thế. Nhĩ đỏ xe 4 lùi 4. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.